Thưa quý vị, Bộ Công an Cộng sản đề nghị đổi tên cho Công an cấp xã để xin hơn 2.200 tỷ cho một năm. Báo Pháp luật của Lê Đảng ngày 11 tháng 7 loan tin Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đề nghị đổi tên lực lượng công an bán chuyên trách thành tên Trị An Viên nhằm phân biệt với công an chính quy. Cùng với việc đổi tên thì Bộ Công an cũng đề nghị ngân sách trung ương mỗi năm cấp cho lực lượng này số tiền là khoảng 2.256 tỷ đồng. Theo thống kê, hiện nay toàn quốc có 13.580 trưởng công an, thị trấn và 112.986 công an viên không phải là công an chính quy. Lực lượng này được bố ráp khắp các thôn, xóm nhằm thực hiện mục đích dùng công an để cai trị dân. Theo Bộ Công an Cộng sản thì mức phụ cấp chi trả cho mỗi trị an viên mỗi tháng là 1.490.000 đồng và tiền hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 253.000 đồng cho mỗi tháng. Ngoài ra thì nếu như dự thảo luật trị an viên được áp dụng thì mỗi trị an viên sẽ được thêm một khoản trợ cấp là 119.000 đồng một tháng. Bộ Công an Cộng sản cho rằng quy định trên sẽ không tạo ra gánh nặng, áp lực cho nhà cầm quyền trong việc sắp xếp, bố trí lại công việc cho lực lượng công an xã không chính quy. Dự luật này của Bộ Công an Cộng sản đã khiến cho nhiều người dân cảm thấy khôi hài, bởi vì nhiều người cho rằng với danh nghĩa là sắp xếp lại bộ máy nhằm làm cho tinh gọn hơn, nhưng ngoài việc thay cái tên gọi để xin tiền thì chẳng có gì khác hơn. Không chỉ vậy, với số tiền lương chỉ được hơn 1 triệu đồng mỗi tháng, nên để có thể tồn tại được thì phần lớn lực lượng công an xã thường hay dở thối, côn đồ, lạm quyền nhằm đe dọa người dân để vòi vĩnh lấy tiền sống và phục vụ cho chế độ công an trị cho nhà cầm quyền.